Vâng, xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với channel của mình, mình Raven đây. Ok, và hôm nay mình đi dưới quê mình chơi nha các bạn ơi. Đây, đi một vòng quanh vườn chơi thôi các bạn ơi. Bây giờ buồn quá các bạn. Thì bây giờ mình cũng chưa làm clip nữa, cho nên thì mai chắc khỏi còn là mai thì mình sẽ làm clip lại nha các bạn nha. Giờ còn đang đi chơi cho nên mình chưa muốn làm clip các bạn ơi. Vậy thì dưới quê mà, mạng thì nó hơi sida tí. Đây, toàn trồng thanh long thôi các bạn ơi. Ở đây có mấy trái sồi nè các bạn. Nguyên chùm luôn các bạn ơi. Sồi mà các bạn chấm muối ăn là thôi ngu người luôn các bạn ơi.